Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại kênh của Tùng Minh Xui Sao Việt. Anh em xin giới thiệu bạn anh em đây là giắc đực cắm H11, cắm bóng H11. Thì cái bóng H11 cái này nó sẽ cắm vào của cái bóng để chúng ta chiếu sáng. Thì khi anh em đổ xe hoặc là anh em khi mà bóng xe chúng ta bị hỏng, cái giắc chúng ta tháo may bị gãy bị hỏng, thì các bạn bắt buộc phải thay cái giắc này. Thì anh em nhu cầu vui lòng đến Tùng Minh Xui Sao Việt, website của Tùng Minh Xui.vn.